cắt bánh lại chích mũi. Định Thành, mọi người chân trái, Định Thành đã cắt được bên sau một pha bị xóa háng của Béo Béo. Wow. Xin chào anh em, hôm nay mình có trận banh sân 5 cùng với Hades FC và có Định Thành trong kia. Định Thành đâu rồi? Đó, Định Thành đang đá trong và một số anh em nữa ở đây. Mười Tình, Di Chu, Beo Beo, Tồ. Trời ơi, gì ngồi nóng vậy. Đó, rất là đông vui. Và anh em hôm nay sẽ đá sân 5. Tuần trước đá sân 7 rồi, tuần này đá sân 5. Ok. Và chúng ta sẽ tập trung vào Đinh Thành phía trong kia đang đá thi đấu sân 5. Đinh Thành đã cắt bóng được rồi. 2-1. Dứt bóng qua đầu. Saka. Trời ơi, cú sút rất mạnh của Đinh Thanh. Rất tiếc là không vào. Cắt bóng lại chích mũi. Wow. Tới Bèo rồi. Đè người rất hay. Giật gót. Hai cái giật gót liên tục. Thập liên tục. Đinh Thanh đảo chân. Chặt khe. Tới gôn rồi. Cột 2. Đẻ người. Chi dai. Cầu thủ mặc áo lộn, không có áo. Đinh Thanh chọc khe. Tới chân Beo rồi. Xoay người sút. Trời, không qua được thủ môn. Vào luôn. Trời ơi. Chi Tô. Beo Beo. Đinh Thanh chuyển hướng rất nhanh. Cắt bên hai cái. Và chuyển về ban đầu rất nhanh của Đinh Thanh. Hiểu anh. Đinh Thanh, mọi người chân trái sút ngay gòn. Cắt bên hay quá. Đinh Thành cắt bên rất hay. Ok, phản công đảo chân qua người, không sút mà chuyền. Trận đấu này rất nhanh, diễn ra nhanh, rất căng thẳng. Đinh Thanh giữ anh rất hay. Trời ơi, xíu tí nữa là ăn vàng rồi. Và đỡ bước một rất là tuyệt vời của Đinh Thanh. Wow, chuyển hướng rất nhanh. Cắt bên. Đinh Thanh đã cắt được bên sau một pha bị xóa háng của Béo Béo. Wow. Và các bàn rất hay của Đinh Thanh và một bàn thắng cho Béo Béo. Rất là tuyệt vời. Liên tục pha dứt qua đầu của Đinh Thanh. Vẫn còn Đinh Thanh bóp lót. Không sao, qua người rất hay.
Pha sâu kim của Đinh Thành. Đinh Thành. Ta chân beo rồi. Cục 2, trời ơi. Cắt bóng rất tốt của Trường Sơn. Yeah. Đinh Thành. Sút. Wow. Vẫn còn. Một bàn thắng cho anh Phúc. Một pha xử lý rất hay của xoái ca Đinh Thành. Rất nhanh, một cú sút rất mạnh của Đinh Thành. Tiếp theo là một bàn thắng của anh Phúc. Và đi bóng rất nhanh của Nam Neymar nhưng không qua được Đinh Thành. Bóng tay chân bị béo rồi. Ngắt ngược về. Trả về. Còn gì nữa. Hết đường đi rồi. Chặt khe của Đinh Thành. Béo béo, xoay chở rất hay. Wow, một pha đánh gót rất hay của Béo Béo. Và một bàn thắng cho anh Phúc. Trước đó là pha chọc khe của Đinh Thanh. Cắt banh, Đinh Thanh đã cắt được banh rồi, qua người. Chuyển về cho Béo Béo. Đinh Thanh, wow, một cú sút rất mạnh nhưng bóng bay hơi cao so với khung thành. Tiếp tục, wow, pha xử lý rất hay của Béo Béo, rất tiếc cú sút cuối cùng lại ra ngoài, rất đáng tiếc. Đinh Thành chân trái. Wow. Trịnh Sơn. Tiếp tục một cú sút của Đinh Thành. Có vẻ là một pha đặc trụ không được tốt nên thành ra bóng đi hơi cao. Chặt banh rất hay của Bebel. Một pha xỏ háng của Đinh Thành. Phản công. Đưa lại cho Đinh Thành nè. Đưa qua Đinh Thanh nè, rồi chân phải. Wow, một pha phản lưới nhà và một cú sút rất mạnh của Đinh Thanh. À, chuyền qua ông Khánh mà hóa ra là đồng đội bên kia đã cản phá phản lưới nhà. Một cú sút trái phá của Đinh Thanh. Tới chân người tình rồi. Chọc háng. Quá hay. Chuyển về. Sút. Rất tiếc bóng là đi ra ngoài. Chuyển dài. Tới chân mười tên rồi. Giữ bóng rất hay. Bèo. Chích mũi. Gôn đã đỡ được rồi. Yeah. Yeah. Đảo chân rất nhanh. Đội bạn đá cũng rất tốt. Nhưng vẫn còn Đinh Thanh ở đây. Thanh cho cột 2. Wow. Chí to. Đinh Thanh. Chuyền dài. Nhật lại. Ừ, hay quá. Thanh cho đã nhận được bóng rồi. Chuyền về cho Đinh Thanh tiếp. Chuyển cánh. Wow. Di Chu. Oh, body fan qua người hay quá. Trời ơi, Di To. Chuyền. Trời ơi, không vào. Về chân Đinh Thanh thôi. Làm gì đây? Sút. Một cú chích mũi. Và chích mũi rất mạnh của Đinh Thanh. Thủ môn đã xuất sắc cản phá. Đinh Thanh. Sút chân. Đinh Thanh. Chích bóng. Di Chu. Và phối hợp với Đinh Thanh. Xong rồi quay lại về gôn. Cắt bóng. Đinh Thanh cho khe. Bóng tới gì Khánh Chó rồi. Chích mũi. Trời ơi. Pha chích mũi rất nhanh. Tuy nhiên bóng lại đi ra ngoài. Cắt bóng rất hay của Đinh Thanh.
pha đổi đầu. Chân phải. Tiếp tục đi. Gạt ngược về rồi. Ok. Thanh cho, chích mũi. Trời. Vẫn ra ngoài. Viết Chung nãy giờ ngồi có vẻ hơi lâu. Trường Sơn cũng vậy. Chưa tới tour. Chưa tới tour. Số 7. Hay quá anh ơi. Sau một pha sút bóng lên trời và trận đấu đã kết thúc với chiến thắng dành cho anh em Hades. Với hàng loạt những pha sút bóng rất mạnh của Đinh Thành. Ok, anh em thấy Đinh Thành đá thế nào? Comment phía dưới cho mình biết với nha. Hôm nay mình không đá tại vì có tí chấn thương nên mình không thể tham gia trận thi đấu này được. Ok, nếu anh em thấy hay thì like, quên subscribe channel YouTube của Theta Soccer. Sẽ còn rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá, thi đấu bóng đá. Mình Phạm Thâm Thi, xin chào và hẹn gặp lại.